Đây là cái bài báo cáo của cháu Vũ Minh Đức. Xin thuyết minh tư vấn cho mẹ như sau. Thứ nhất, tổng mật độ đồng vân của con là 70. Điều này thì nó sẽ nói rằng là một số cái thứ nhất là nó nằm trong nhóm khí chất trầm tĩnh. Cái độ trầm này thì sau này nó sẽ hiện về về sau. Đó. Cái cường độ hấp thu bạn này thì hấp thu tại đây là ngưỡng ngưỡng này là ngưỡng trung bình khá. Thì với cái ngưỡng 70 này này, cái phong cách học tập của con đó là đi theo phong cách bạn cần phải học theo phong cách gọi là thận trọng, chậm chạp, dần dần. Đó. Có nghĩa là từng bước một, từng bước một, từng bước một thì nó sẽ phù hợp. Thì đấy là TFGC. Còn hai bán cầu não ở đây thì bán cầu não phải và bán cầu não trái thì của con là bán cầu não trái nó trội hơn rất là nhiều. Như vậy bạn này trội hơn hẳn bán cầu não phải. Cộng với cái vùng vận động này nó cao. Như vậy cái dấu hiệu đầu tiên mình sẽ nhận thấy đó là cái dấu hiệu của tăng động. Đó. Và nó sẽ xảy ra. Trong khi đó vị trí của ngôn ngữ ở bên trong bên ngoài nó đang thấp như thế này. Thì cái dấu hiệu mà của con ấy thì nó từ cái giai đoạn đầu phát triển cuộc đời đó là nó sẽ phải ra bên ngoài để học tập tiếp thu. Cái điều này bình thường thôi, đây là quy luật bình thường, không có cái gì đáng sợ, bởi vì nó cần phải hấp thụ đã. Sau đó sau khi mà trải qua quá trình hấp thụ xong, nó sẽ quay về là ổn định ở bán cầu não trái này. Thì đó là một cái chu trình phát triển tự nhiên. Đó, cũng không phải có cái gì đó là nó cũng gọi là bệnh tật. Hãy cho con tham gia các cái hoạt động trải nghiệm nhiều. Đó là đặc biệt. Rồi là cái bạn này rất giàu là cảm xúc. Hãy vun bồi cho con cái cảm xúc này. Đó là vùng 15 thứ 7. Đó, đặc trưng này. Vùng này rất là cái tính phân tán hoặc là cái tính ở môi trường bên ngoài sẽ là yếu tố chi phối chính đến con đấy. Nên lưu ý đặc điểm này. Rồi bạn ấy học tập tiếp thu qua phương pháp nghe, rồi qua vận động. Đấy. Ở giai đoạn nhỏ thì cái cách tốt nhất trong trường hợp nó phải trội như này ấy, thì bố mẹ cho con bằng phương pháp thực hành. Có nghĩa là nó chưa hình thành cái vùng ngôn ngữ và cái vùng lập luận này nó hình thành chậm hơn. Thì cái đầu tiên con cần đó là phát triển bằng thông qua cái thực hành và thông qua trải nghiệm. Các môi trường thực hành và môi trường trải nghiệm là con đường học tập tốt nhất. Đó như là con được tham gia các cái vận động ngoài trời này, rồi là con được nghe nhiều ở bên ngoài hơn. Đó, rồi là con tiếp xúc ở môi trường bên ngoài nhiều thì nó sẽ giúp cho sau này nó sẽ giúp cho quá trình bên trong nó sẽ phát triển. Như vậy cái quá trình phát triển của cháu Minh Đức ấy nó sẽ đi theo chu kỳ phát triển của bên ngoài trước. Bạn này sẽ học tập mà ngoài thực tế sẽ chú trọng học tập ở ngoài thực tế nhiều hơn. Nên là mẫu người này chắc chắn là thông minh xã hội. Đó, nghĩa là con ra ngoài còn tiếp cận được nhiều thông tin bên ngoài. Sau đó sau khi mà chu kỳ nó phát triển xong nó mới quay về bên não trái. À, đấy là bố mẹ lưu ý. Với cái sự lệch như cao như này á thì mình sẽ thấy khẳng định luôn rằng là cái nhu cầu của con nó là phát triển bên ngoài trước. Đó. Thì đấy là một trong cái phân tích hai bán cầu não trái não phải này. Thì với cái bán cầu não phải bên này á thì con sẽ có cái chỉ số thông minh cảm xúc tốt. Đây này. Đấy, chỉ số thông minh cảm xúc mà cái vị trí đây là cao. Nên cho nên là đây là một trong những cái thông minh cảm xúc này, thông minh vận động này, các cái năng lực vận động hơn, tiếp thụ âm nhạc. Vậy thì để giải quyết cho cái bán cầu não phải này nó đỡ tăng động thì hãy cho con thứ nhất là hãy cho con học một cái môn nhạc. Đấy, học môn nhạc hơn. Những cái môn nhạc nào những cái môn nhạc nó gắn cùng với vận động. Rồi là hãy cho con tham gia tập võ, tập những cái môn võ, nghĩa là hai cái lịch này âm nhạc và vận động là hai cái môn thường xuyên. Đấy, giờ cho con ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn thì khi cái âm nhạc này nó được vận động thường xuyên ấy, thì nó cũng làm cho cái tính chất là nó cũng là cái cách để xả năng lượng để cho con lúc này nó sẽ lấy được lại cái sự tập trung tốt hơn. Đó, thì nên 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 có hai cái môn mà bố mẹ cần lưu ý là âm nhạc và vận động. Đó, học võ, bơi lội,
rồi có một môn âm nhạc mỗi ngày. Ở nhà ấy, thì lên ở nhà cũng lên mở một cái âm nhạc thường ngày. Cái âm nhạc ở đây ấy là cái âm nhạc nó giống như là cái âm nhạc nhẹ, cho nghe nhạc nhẹ thôi. Bởi vì nhạc mạnh thì bạn ấy lại tăng động quá. Vậy thì cái phương pháp ở đây chúng ta lại đã điều chỉnh ngược lại cho những cái nghe nhạc nhạc thư giãn ấy. Những cái nhạc piano là tốt nhất. Đó, nhạc thư giãn cái tốc độ nó chậm 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 dần 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 ấy. Cái tốc độ chậm thì là phù hợp. Để cho con cái lão phải là nó đỡ phân tán nhiều quá. Đó, thì đó là cái giải pháp trước mắt là như vậy. Đó. Còn đâu cái phương pháp học của con thì với cái mật độ tế bào thần kinh với cái vân tay này thì bố mẹ cần phải không cần phải lo cho con là học nhiều mà hãy học theo phương pháp chậm nhưng mà chắc. Cái phong cách TFJC này nó học theo phong cách gọi là chậm chắc, có nghĩa là giả sử mình dạy con cái gì dạy từng chút một thôi, dạy và lặp lại nó nhiều lần. Đấy là cái vân tay này cộng với vân tay này. Khi mà dạy con nói ấy, là chúng ta dạy từng câu một, sau đó chúng ta nhắc đi nhắc lại cho đến khi con nhớ thì chúng ta lại tiếp tục chuyển sang cái bốn từ mới. Thì đấy là cái phương pháp mà học tập căn cứ vào hai bán cầu lão này như vậy. Về lăng trì não phát triển của con này thì cái từ trước trán đó là 22,8, đây là chỉ số tốt, như vậy là con sẽ gặp có nhiều thuận lợi ở cái bước ban đầu. Có tố chất của một người làm chỉ huy đấy, không phải là bình thường đâu. 22,8. Thì chán có vùng tư duy 17,1 nó thấp hơn, như vậy là giai đoạn đầu bạn này sẽ phát triển bên ngoài trước, sau đó mới phát triển vào bên trong. Đó là từ chán. Thùy đỉnh thì rất là cao, thùy đỉnh là cao nhất, do vậy mẫu người này là nó có tố chất, con có tố chất vai trò của người thực thi thừa hành điều hành. Đó là vị trí rất là tốt, người thực hành ấy, người thực thi. Rồi thùy thái dương đây là 21,5. 21,5 đấy được rồi, con đường về học tập là trí tuệ. Một thủy chẩm là nhận thức về thị giác 14,3, vùng này là thấp, như vậy là cần phải chăm sóc quan tâm đến đôi mắt này. Bạn này chỉ nhờ quan sát một lần, bạn chỉ tập trung được vào một số điểm nhỏ thôi, bạn ấy không quan sát được nhiều để mà nhớ. Do vậy mà trường hợp này ấy, thì mình nên xem cho con xem những cái phim hình ảnh ấy, nó có tốc độ chậm chậm hơn thì nó sẽ phù hợp. Thì với lăng trì não này thì bố mẹ lưu ý với cái đôi mắt này. Thì thứ nhất là đôi mắt này thì nó chúng ta cần phải cho con xem những hình ảnh chậm thôi. Đó. Hạn chế những cái hình ảnh nó quá nhanh. Quá nhanh thì con sẽ tiếp thu, nó làm cho cái bán cầu lão phải nó hơi bị loạn. Do vậy mà cái phương pháp học tập ở đây là cho quan sát những hình ảnh chậm. Thì nó sẽ tốt hơn. Thì con sẽ tiếp thu quan sát đến đâu con nhận thức được đến đó. Chứ nếu như hình ảnh quá nhiều thì nó sẽ làm cho con bị rối rối loạn. Lưu ý. Đó, chúng ta hãy học cái cách giống như là xem các cái video quay chậm hoặc là xem những cái hình ảnh chậm, tránh xem những hình ảnh quá nhanh, nó sẽ làm cho cái não này nó hơi bị loạn lên. Thì đó là lưu ý về cái năm thủy não này. Về nhận diện các vùng chức năng ở 10 vùng này thì của con thì có một cái vùng tiềm năng rất cao, đó là vùng lập luận ngôn ngữ. Bạn ấy rất sáng tạo ở cái vùng tư duy lập luận. Bạn này thì thông minh xã hội rồi, vậy thì cái phong cách mẫu người này cũng học theo khối ngành xã hội. Bạn này thì sẽ phát triển tốt ở lĩnh vực về marketing truyền thông. Marketing truyền thông là làm tốt. Truyền thông. Theo dần theo thời gian ấy thì bố mẹ sẽ thấy rằng là con sẽ dần dần cái bán cầu lão trái này nó cũng sẽ đi lên, nó phụ thuộc vào cái hấp thụ của bán cầu lão phải. Bán cầu lão phải nó hấp thụ nhiều thì bắt đầu nó sẽ tích lũy sang bán cầu lão trái. Do vậy cái vốn vốn ban đầu ở bán cầu lão trái nó thấp hơn thì nó sẽ cần vì nó ưu tiên để nó phát triển bán cầu lão phải trước. Điều này thì cũng không có gì là lo lắng lắm. Đó. Thì mình sẽ chỉ cần là gì như hướng dẫn ở trong trên này cho con vận động nhiều hơn, nghe nhạc rồi tiếp xúc những câu chuyện ở bên ngoài, cho con tiếp xúc với môi trường xã hội nhiều hơn. Đấy, sau khi nó tiếp thụ được đủ bên này xong nó sẽ bên cầu bán cầu nó sẽ tự hoàn thiện. Đó. Thì đó là cái lưu ý 10 vùng chức năng ở đây thì vùng 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 lập luận đây là vùng tiềm năng, nhưng mà vùng này ấy, thì
nó sẽ phát triển về sau chứ nó không chưa phát triển ngay sớm. Đó, chính vì thế mà mình sẽ phải kiên nhẫn, có thời gian, nên dần dần vào cái tuổi cỡ vào khoảng vào tầm khoảng tuổi khoảng 30 35 gì đó thì cái chức năng của vị trí GP là nó sẽ được phát huy. Tất nhiên nó cũng sẽ phát huy sớm, nên là con có đôi khi có những cái lời nói mà làm cho người lớn ngạc nhiên. Đó, có những cái đưa ra những cái luận đoán mà làm cho mình sẽ thấy rất là ngỡ ngàng. Đấy là vân tay PKP. À, như vậy là bạn này chính xác là thông minh ngôn ngữ. Thông minh bạn này là thông minh, bạn này là thông minh tương tác. Bạn này chính xác là thông minh tương tác hơn. Đấy. Nhưng mà phải cần có thời gian chứ không nó không không, không nó không phải là phát triển ngay ở giai đoạn sớm. Thì đấy là vùng tiềm năng này, chức năng ngôn ngữ này nữa. Thì sau này cái đặc thù của bạn ấy là con sẽ khéo, rất là khéo trong vấn đề giao tiếp. Đấy. Về phía sau giai đoạn này thì nó chưa, ngôn ngữ nó chưa hình thành. Đấy. Bởi vì nó đang giai đoạn này đang giai đoạn tiếp thu. Như vùng ngôn ngữ này là vùng phát triển tốt. Cái cách phát triển ngôn ngữ của con ấy với cái chủng này ấy, thì thường thường nó thông minh ở chữ tượng hình hơn. Đấy, thì bố mẹ cho con tiếp xúc với những các chữ mà nó có hình ảnh thì con sẽ dễ nhớ hơn là các chữ về Latin. Đó, về học thì con sẽ học tốt hơn về những cái môn về văn học rồi những cái môn về xã hội. Đó thì những cái như cho vậy mà trường hợp này á thì mình sẽ ưu tiên cho con học thông qua hình ảnh như là các cái chữ tượng hình hoặc là học bằng hình ảnh, bởi vì bán cầu não phải trội thì thường thường nó thông minh hình ảnh. Do vậy mà mình sẽ cho con học bằng hình ảnh trước, ký tự sau, hoặc là nếu như có các cái con chữ số ấy, thì mình dùng những cái ở trong trường hợp này bạn ấy vận động nhiều này thì mình sẽ dùng những cái đạo cụ như là con chữ bằng các cái chữ số bằng 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 những cái chữ số bằng nhựa hoặc là bằng những cái giao diện hình ảnh to thì con sẽ nhớ bài rồi con sẽ bắt đầu tiếp thu. Đấy là lưu ý hai vùng tiềm năng. Và một cái vùng nữa, bạn này có một vùng tiềm năng năng nữa, đó là cái vùng tương tác, kiểm soát. Cái vùng này thì hiện tại thì nó đang ở lúc nhỏ thì nó sẽ phân tán, nhưng mà khi lớn lên dần ấy, thì nó sẽ tự cân bằng trở lại. Do vậy mà bạn ấy cần thời gian, như vậy bố mẹ cần kiên nhẫn, bởi vì con cần nhiều thời gian để con dần dần phát triển, nó sẽ cân bằng. Vân tay này chính là vân tay cân bằng đó, vậy thì cũng không đáng phải lo ngại lắm, nó chỉ là yếu tố thời gian thôi. Đó, cũng thì đây là một trong những cái bố mẹ cần lưu ý. Đó, vùng này là lại là vùng tiềm năng, nó phân tán, nhưng mà cái phân tán này ở đây ấy, thì bản chất của nó đó là nó phải trao đi trước, sau đó nó quay về sau, không sao cả. Đó. Thì đây là vân tay, vị trí này là với vị trí của tương tác kiểm soát. Đấy. Là vị trí số 3. Đấy, đây là vị trí tiềm năng. Tiếp đến là bạn sẽ những cái vùng trội, đó là thông minh xã hội, thông minh tương tác, ra ngoài trực tiếp, là giao tiếp với xã hội. Đó, thì đấy là đặc trưng mình cần lưu ý. Mỗi người này thì tính hướng ngoại rất là mạnh. Như vậy mà bạn ấy sẽ lĩnh hội được nhiều cái bài học từ ngoài cuộc sống hơn là cái môi trường học trong môi trường lý thuyết. Đó là một trong những cái mình sẽ cần lưu ý. Vùng này này, vùng này cao. Như vậy bạn này là thông minh về tương tác, giao tiếp quan hệ. Đó, rồi là vùng ngôn ngữ này, năng lực truyền đạt. Bây giờ thì bạn ấy chưa hình thành. Do vậy mà theo thời gian, bạn này thì bắt đầu từ khoảng tầm từ 13 tuổi trở lên thì con sẽ bắt đầu ổn định. Cái tính bán cầu não phải, não phải này nó sẽ điều chỉnh dần dần sang não trái. Tầm sau 13 tuổi thì con sẽ ổn định. Theo cái kinh nghiệm mà tôi đã thuyết minh cho kinh nghiệm và trải qua qua nhiều các cái cháu cùng với cấu trúc như thế này thì bố mẹ yên tâm vào phần đó. Thì đấy là ba vùng, các vùng này là mạnh này, vùng truyền đạt đấy, năng lực truyền đạt là vùng hành động đó. Như vậy là vùng tương tác là một vùng mạnh của con, vùng ngôn ngữ lập luận, hai vùng này là tiềm năng. Tất nhiên là phải nó về, dần dần về sau nó mới khẳng định, chứ nó chưa khẳng định ngay. Bây giờ nó đang là cái hạn chế, bây giờ đang là cái với mật độ thấp như này này. Bởi vì các cái mật độ này nó trung bình để người bình thường nó cần phải 8, mà bây giờ đang là thấp như này. Vậy thì nó phải cần có thời gian để phát triển. Đó, chứ đấy là thời điểm bạn ấy có năng lực truyền đạt. Khi mà trưởng thành con sẽ có tố chất được lại là người gây ảnh hưởng sang người khác.
vận động này cũng vậy, nhưng mà vận động mà truyền đạt hai vùng này, cho nên là mọi người là sau này con làm công tác truyền thông rất là phù hợp, đó, rất là tốt, kinh doanh được để có giúp mình, nhưng mà phải đợi theo thời gian thì tố chất này nó sẽ hiện dần lên. À, thì đó là chúng ta nhận diện có con, đó là vận động, đó là truyền đạt âm nhạc, đó là tương tác giao tiếp, chức năng điều hành quản lý, năng lực có tố chất thông minh về, bạn này nữa là thông minh về ngôn ngữ, thông minh ngôn ngữ không phải bình thường. Đó. Đấy là cái lưu ý. Vùng điểm yếu của con đó là quan sát, hai cái vùng này quan sát là một. Đấy, và cái điểm yếu nó thể hiện là nữa là lúc nhỏ thì đấy là cái vùng cái tính phân tán là vùng này, cái tính nhạy cảm. Đấy, tính nhạy cảm ở đây của con là thể hiện là thấy một cái gì đó bên ngoài là con phản ứng ngay. Đấy, mật độ đấy là vùng này là thấp. Thì cái điểm này thì những cái vùng mà cái vân tay như này thì chúng tôi gọi là tài và tật đi kèm. Đấy, lúc nhỏ thì là tật, nhưng lúc lớn thì lại là tài. Do vậy mà chính vì thế mà mình sẽ dành thời gian quan tâm chăm sóc cho những cái tố chất này, nó được có môi trường nó dưỡng. Đó. Và vị trí này cũng vậy, hấp thụ về ngôn ngữ bên trong bên bên này thì là ổn rồi, 7, 8, 6 là được rồi, nhưng mà sẽ cần thêm thời gian, như là vào cái độ tuổi ngôn ngữ thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Và bạn này thì sẽ là 7,2, 7,1, 7,2, 5 tuổi, 10 tuổi, đúng rồi, vào tầm tuổi bắt đầu vào tuổi khoảng tầm 13 thì con sẽ mình sẽ nhìn thấy sự thay đổi của con rất là nhiều, thay đổi cơ bản. Đó. Thì đấy là cái cấu trúc 10 vùng này. Bây giờ nhận xét tính cách 10 vùng chức năng của con. À, vân tay ở đây là vân tay chủng nước, cái vân tay móc câu này. Thì với vân tay móc câu chữ U này, vân tay này gọi là vân tay móc câu hình chữ U. Thì trong mẫu mẫu trường hợp này của con ấy thì là yếu tố ngoại cảnh môi trường bên ngoài là yếu tố chi phối chính, phụ thuộc vào môi trường sống và ngoại cảnh bên ngoài. Vậy thì cái môi trường sống trong gia đình là một cái môi trường ảnh hưởng rất mạnh đến bạn này. Bố mẹ hãy giữ lấy đời sống thiện lành, gương mẫu, rồi dành thời gian yêu thương con. Đó, thì những cái điều đó nó sẽ hấp thụ sang cho bạn đó. Đó. Như vậy là đương nhiên là mình sẽ phải sống một cái đời sống gương mẫu chứ không phải là bằng lời nói đâu. Đó, vậy nếu như mà cái môi trường của mình như nào ấy, cái bố mẹ gia đình như nào ấy, nó sẽ là một cái thứ du nhập vào con, bởi vì chủng nước là chủng phụ thuộc. Đó, cái môi trường như nào nó là cái gương, nó sẽ phản ánh vào bên trong. Đó, chính vì thế mà gia đình cần hết sức lưu ý về đặc điểm này. Nếu như mà gia đình là một cái, nếu mà mình không giữ gương mẫu mà mình sống một cái cách buông buông thả rồi là vô trật tự thì điều đó nó sẽ cũng sẽ ngấm vào đứa trẻ này. Vậy thì trong trường hợp này bố mẹ cần phải giữ một cái đời sống tốt để chính cái yếu tố này nó sẽ lạc vào sang cho con. Đấy là yếu tố rất là quan trọng. Có một số đứa trẻ nó độc lập thì nó khác, nhưng đứa trẻ như trường hợp này của Minh Đức thì điều này, cái yếu tố môi trường nó ảnh hưởng rất mạnh. Thì cái cụ thể trong đời sống hàng ngày bố mẹ hãy quan sát khi con đưa con ra ngoài môi trường bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy rằng là có cái gì nó sẽ phản ứng theo ngay cái đó. Thì điều đấy chứng tỏ rằng là cái mức độ của con là nó rất nhạy với cái môi trường ở bên ngoài. Đó, chính vì thế mà bố mẹ cần phải giữ được cái đời sống. Đó, nghĩa là cái toàn bộ những cái tương tác, những cái hoạt động hàng ngày để cho con có những cái cơ hội nhận lạc được vào cái môi trường sạch, cái tính tốt. Đó. Chứ còn nếu mà ở tính nước này thì đặc điểm người ta gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Có nghĩa là nếu ở môi trường xấu nó cũng sẽ tự bị nhiễm. Nó chưa bị, vì trong giai đoạn này nó chưa thanh lọc được, nó sẽ bị nhiễm. Đó. Nếu ở môi trường tốt thì là ổn rồi, nhưng nếu mà môi trường xấu thì nó cũng nhiễm cả cái tốt và cái xấu vào. Đấy, tốt thì được nhiễm tốt mà xấu thì bị nhiễm xấu. Vậy thì yếu tố môi trường bên ngoài là yếu tố chi phối chính. Bạn này, trong giao tiếp thì bạn ấy là người hiền hòa. Đó. Hiền hòa, cởi mở. Ở môi trường mới thì bạn ấy cần thời gian làm quen xong thì bắt đầu mới thích nghi, chưa thích nghi ngay. Đó. Thì đó là cái vị trí L1. Bạn ấy rất giỏi trong cái vấn đề là duy trì các mối quan hệ. Có nghĩa các những cái quan hệ bạn ấy thân quen được là nó cứ phát triển tiếp tục về sau.
thì đó là đặc điểm của chủ nước ở vị trí này. Cái cách ra quyết định của bạn này thì nó gọi là hiện tại, thì nó sẽ trong giai đoạn mà từ 35 đổ lại thì nó sẽ theo cảm xúc nhiều hơn. Sau này thì nó sẽ dùng lý trí. Sau sau 35 tuổi thì bạn sẽ dùng lý trí, nghĩa là bắt đầu có tính toán, có mục tiêu rõ ràng. Nhưng giai đoạn này thì nó sẽ theo cảm xúc trước. Đấy là cái cách ra quyết định. Đó. Và thường thường ra quyết định của con thường thường ở giai đoạn đầu thì thường dùng phương pháp là tham chiếu hoặc là ủy quyền, hoặc là dùng phương pháp họp bàn tham gia, có nghĩa là nhờ nhiều người cùng đóng góp. Cái cách ra quyết định của con như vậy. Thao tác hành động thì mềm mại nhẹ nhàng, đặc trưng rồi đấy. Tất nhiên nó sẽ cái lão phải này rồi thì nó sẽ có cái nó hơi gọi là lão phải là nó trội nhiều này thì nó sẽ hơi tăng động nhiều hơn, nhưng mà điều đó không quan trọng bởi vì nó đã đang là quá trình làm, cái quá trình nó gọi là quá trình học, chính là quá trình nó đã đang học ở môi trường bên ngoài. Đó là chỉ là một là trong kiểm soát quản lý này thì bạn này thì được cái là hài hòa công bằng đa năng đa nhiệm, có thể con tham gia được nhiều cái vai trò vị trí khác nhau, nhanh xoay chuyển. Đấy, nhanh xoay chuyển. Bạn ấy gặp cái hiện tượng khó tập trung, cái hiện tượng này cho nên hiện tượng chỉ, trường hợp này nó gọi là tăng động và bị hiện tượng là mất mất tập trung chú ý, nhưng nó chỉ ở giai đoạn đầu thôi. Đấy, cái đó là cái đặc điểm này. Daniel C vân tay hai tâm, hai tâm có nghĩa là hai cái vòng xoáy nó quay liên tục, nó giống như là cái vòng âm dương ấy, nó quay. Do vậy mà trong kiểm soát của con là nó bạn này cần phải coi như là học những cái bài sống ngoài cuộc sống, xoay chuyển tất cả những tình thế bên ngoài, sau đó nó mới ra 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 giai đoạn sau ấy, nó mới đạt được độ ổn định. Thì đó là lưu ý với bên sau này. Ở cái vị trí vân tay này thì trong kiểm soát thì bạn này cần học, sau này cái cách học tập của con là cần phải có người bảo trợ, hướng dẫn, có thời khóa biểu làm học tập và thực hành cuộc sống theo thời khóa biểu, cần phải có người quy hoạch. Có nghĩa là chúng ta ở nhà hãy nạp cho con những cái như là có thời khóa biểu, có hướng dẫn, giờ ăn, giờ ngủ, giờ học, là mình luôn luôn phải giám sát để cho con thành cái nếp quen. Và cái quan trọng nhất là nó tránh cái hiện tượng là nó sa đà, nó đi quá. Nghĩa là luôn 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 chúng ta cần phải có một cái cơ chế gọi giám sát cho con, bởi vân tay này rất là linh hoạt. Nó có thể là lay chỗ này mai chỗ kia. Thì mình bây giờ trong trường hợp này nó linh hoạt thì mình cần phải có một cái cơ chế, đó là giám sát và định hình cho con. Định hình cũng nghĩa là hình thành cái khuôn khổ để cho con, nếu có linh hoạt thì con linh hoạt trong cái khuôn khổ đó thôi, chứ tránh hiện tượng là nó cái khám phá mà nó đi quá giới hạn thì nó sẽ gặp nguy hiểm. Nó giống như là hai cái barrier của đường giao thông ấy, nó cần có một cái khuôn đường để cho con, nếu có chạy đi chạy lại thì chạy trong khuôn đường đó, tránh hiện tượng là nó đi lung tung quá thì nó sẽ gây nguy hiểm. Là chúng ta cần phải khoanh vùng, chính xác là chúng ta cần phải khoanh vùng nên cho con trong cái môi trường môi trường gọi là có kiểm soát, có giám sát. Thì đấy là vị trí của R1 này. Bạn này thì nếu học tập thì bạn ấy sẽ học theo cái cách là thứ nhất là phải học nhóm. Thì với cái vân tay này thường thường là không khó khăn trong việc ngồi tự học một mình. Có nghĩa là nếu mà học thì ít nhất phải có một người giữ như mẹ hoặc là học có một bạn nào đó. Thì lúc đấy con sẽ tạo được sự tập trung. Chứ nếu như mà chỉ có một mình con thì con rất dễ sao nhãng hoặc là dễ chuyển sang những cái chủ đề khác, nó không chú tâm vào học tập. Đó là lưu ý về phương pháp học tập của con. Đấy là đặc biệt. Đó. Là vị trí giờ một này. Ở vị trí tư duy định hướng thì bạn này cũng là mẫu người này, là mục tiêu của con sau này là đấy là nhu cầu về ổn định, an toàn, nhu cầu ổn định và an toàn và phát triển. Đấy là vị trí của là hai, hướng đến con người. Như vậy tất cả những công việc gì nó tương tác giao tiếp trực tiếp với con người thì nó thuận lợi hơn so sánh với cái việc là tương tác với những cái vật gọi là vô cảm xúc, ít cảm xúc. Lưu ý như vậy là mẫu người này phải hướng đến con người, giống như nghề tư vấn hoặc là nghề giao tiếp hoặc là là nghề giả sử như là những cái nghề quan hệ xã hội thì nó thuận lợi hơn. Mẫu người này. Mong muốn của bạn là hòa bình ổn định, đặt tên đặt định hướng theo xã hội, có nghĩa là người ta làm như nào thì mình chỉ cần làm giống như vậy là được. Đặc trưng của mình P là hai.
trong lập luận tính toán này thì mẫu người này thì cái cách tư duy của con là tư duy ngắn gọn đơn giản. Được cái là sau này nếu mà con học tập được nhiều rồi thì nó cũng có cái tư duy này, nó gọi là tư duy nhanh nhanh nhưng mà ngắn thôi, không nhiều. Cái cách hấp thụ này của con cũng là cái lưu ý là nó cũng không không nên tiếp không nên đưa quá nhiều kiến thức vào cùng một thời gian ngắn. Mỗi một thời gian ngắn chúng ta chỉ đưa cắt một nội dung nhỏ thôi và chúng ta cho con tiếp thu. Con tiếp thu được rồi thì chúng ta lặp lại nó nhiều lần. Thì đấy là cái cách đó để cho con nhớ bài. Thì đấy là lưu ý của vị trí R2. Bạn ấy có nó sáng tạo ở trong cái vấn đề là ngôn ngữ, lập luận và logic. Sáng tạo thôi. Đấy. Có nghĩa là bạn ấy phát kiến là thôi. Là cái người gọi là có cái phát kiến đặc biệt. Đấy. Chứ còn đi theo con đường toán học, đi theo con đường của logic hoặc là những cái con đường về văn chương thì những cái môn học lý thuyết dài dòng không phù hợp. Thì đấy là lưu ý về đặc điểm P này. Cái vân tay này nó có đặc điểm điểm mạnh của nó là có tố chất gây ảnh hưởng, lời nói của con sau này nó có tầm gây ảnh hưởng rất là mạnh cộng kết hợp với vị trí này. Đó, vậy thì phương pháp học ở đây là gì? Chậm mà từng bước, học xong cái này thì sang cái khác, và học xong rồi thì phải lặp lại, nói ngắn gọn đơn giản. Đó, thì đó là cái phương pháp học của bạn này, phương pháp tiếp thu học tập đấy. Nhớ là phải lặp lại nhiều lần, bởi vì vân tay này nó không nhớ nhiều đâu. Và chính vì thế mà khi học xong chúng ta phải dán công thức, rồi là cho con đọc mà to bài lên, sau đó lại cho con chép lại bài, sau lại là đưa dán công thức đó là nhiều nơi. Đó, thì những cái hành động như vậy thì nó chính là hành động lặp. Nếu lưu ý về bài bài đấy, đây là cái R2. Đó, trong vận động bài này thì ở đây mật độ tế bào sinh cao cộng với chủng nước thì mẫu người này chắc chắn là cũng làm việc cái trong vận động của bạn ấy là theo phương pháp tuần tự từ đơn giản đến phức tạp. Đấy, và tốc độ ở đây là tốc độ đều, không nên quá nhanh mà cũng không nên quá chậm, đều 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 là phong cách vận động. Đấy, và mẫu người này thì có bạn ấy có cái tiềm năng đó là vận làm việc theo nhóm là phù hợp. Làm việc trong môi trường thì bạn ấy sẽ phát huy, môi trường tập thể thì con sẽ phát huy được cái sức mạnh của mình nhiều hơn. Đặc điểm và vị trí vận động thô. Vậy thì trường hợp này cũng ứng dụng trong cái vấn đề là nếu như mà con mà học qua thực hành thì đây là phương pháp hiệu quả nhất. Thực hành có nghĩa là thay giống như là giữa lý thuyết và làm bài tập thì cho con sau khi mà giảng xong lý thuyết thì làm bài tập thật nhiều rồi, hoặc là thực hành nhiều hơn, hoặc là cho con trong quá trình học thì kết hợp cùng với vận động nữa, hoặc là trước khi học cần phải xả vận động. Có người này muốn tập trung thì trước khi học phải xả vận động, có nghĩa là cho con chơi hoặc là nhảy dây hoặc làm cái gì đó sau khi xả vận động xong thì hồi học nó sẽ được tập trung hơn là điểm này. Và quá trình vận động này thì cho nó cũng có con sẽ tiếp thu nhanh hơn, hoặc là học bằng các cái game, game giống như là trò chơi, thì con sẽ dễ tiếp thu hơn. Đặc trưng của vị trí là ba như vậy. Bạn này cái cửa và tiếp thu của vận động là cái cửa cửa tiếp thu rộng nhất. Lưu ý về vị trí là ba vận động tinh này, ở đây là ngưỡng khá. Vận động tinh là giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, làm các cái hành động đều có tính phân bổ hài hòa. Vận động tinh là vận động bên trong có các hệ cơ tay viết rồi là giọng nói. Trong trường hợp này thì vận động tinh nó thấp hơn vận động thô. Vậy thì phương pháp học tập thực hành ở bên bằng vận động cơ thể thì nó sẽ tiếp thu nhanh hơn là phương pháp viết. Mỗi người này thì bạn ấy sẽ nhát viết hơn, bạn sẽ ưa là hành động giống như là chỉ tay chỉ đạo cho người khác làm, cho người khác viết. Đấy, đấy là lưu ý về cái vận động tinh này. Về năng lực hấp thụ thì bạn nên là một người biết lắng nghe, lắng nghe tất cả mọi thứ, không có tính kén chọn, không có yêu cầu tiêu chuẩn gì hết, lắng nghe người khác. Và bạn ấy sẽ nghe được, bạn ấy sẽ nhớ được qua đôi tai tốt hơn. Mà tất nhiên là gì, bạn ấy bên ngoài nghe rất nhiều nhưng bên trong thì rất là nhận thì rất ít. Do vậy mà cái phương pháp khi nói chuyện với con ấy thì không nên nói quá nhiều, ở giai đoạn đầu không nên nói quá nhiều mà chúng ta sẽ nói ngắn gọn thôi, đi vào từ khóa, đi vào điểm nhấn. Đấy.
và chúng ta nói cho con nhiều lần, bởi vì mật độ thế này ở vùng này nó thấp, nó lệch hơn rất là nhiều so với vùng bên này. Vậy thì bạn ấy có khả năng nghe được nhiều nhưng mà bạn ấy hấp thụ thì được ít hơn. Đấy, chính vì thế mà chúng ta không nên chúng ta làm ngược lại, để chúng ta nói thận trọng từng bước từng bước. Quan trọng nhất là được cho con hấp thụ được cái gì, chứ không phải là chúng ta diễn đạt muốn nói hết những điều mình nói, mà phải quan sát được cái đi theo cái tốc độ nhận thức của con. Đấy, đấy là lưu ý về cái vùng nhận thức này. Bạn này thì sau này của con ấy cũng là nhận thức chủ động, có nghĩa là bạn ấy sẽ chủ động, bạn ấy tìm cái nội dung chủ đề thì bạn quan tâm thì bạn ấy học, thì bạn ấy không phải là cái người thụ động hoàn toàn, cái chủ động không sao. Với cái phong cách này thì bạn ấy không thích ngồi học nhiều ở môi trường lý thuyết nhiều. Đấy, bạn ra ngoài, giống như bạn ra ngoài bạn nghe người khác nói chuyện thì bạn ấy tiếp thu được nhiều hơn là cái phương pháp là ngồi nghiền ngẫm ngôn từ chữ nghĩa. Đấy, cái cách học nó như vậy. Thì đó là vùng giờ 4. Giờ 4 ở đây thì học ngôn ngữ bên trong là ngôn ngữ chủ động và có sáng tạo. Cái cách thể hiện ngôn ngữ của bạn ấy là người ta gọi là đi theo từ khóa hoặc là đi theo những cái đề mục chính, thì bạn ấy không không đi theo cái kiểu dạng trình bày dàn trải dài dòng. Thì đấy là cái nhận thức của bạn. Mắt quan sát thì đều là cởi mở, mắt quan sát này, và cái mắt này thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tư duy này. Ở trường hợp này với mắt thì nó ở trường hợp này nó thấp hơn tỷ lệ trung bình. Vậy thì giống như lúc trước tớ nhắc đó là hãy đừng cho con xem quá nhiều nhiều thứ cùng một lúc, hãy cho xem con quan sát từng vật một và với tốc độ chậm thôi, thì bạn ấy sẽ lĩnh hội được. Đấy, cả cả tivi. Cho nên bạn này lên trong cái trường hợp này ấy, thì bố mẹ cần lưu ý này, cái phòng ở của con ấy nên có một cái phòng riêng, và chúng ta hạn chế việc là quá nhiều đồ đạc trong phòng đó. Chúng ta giảm một cái lượng đồ đạc, giảm đồ đạc trong phòng một cách tối giản, để làm gì, để cho con luyện cho con cái tính tập trung đó. Còn nếu người nhiều đồ đạc quá thì con sẽ quan sát hết cái nọ cái kia, rồi cuối cùng người ta gọi là nhìn nhiều nhưng mà chẳng không nhớ được cái gì. Thì thay vì nhìn nhiều bây giờ là mình chuyển cái cách đó là quan sát tập trung đó. Ngay cả đưa đồ đạc cũng vậy, chúng ta không nên đưa quá nhiều đồ đạc ra cùng một lúc, chúng ta hãy đưa từng cái để con nhận biết xong xong cái này thì đến cái khác. Đấy là lưu ý về cái quan sát này. Và với cái mắt này thì bố mẹ cũng cần lưu ý đó là cho con thường xuyên tiếp xúc ở môi trường bên ngoài tốt hơn, bởi vì nếu như ở trong cái phòng 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 kín ấy, thì nó sẽ có nguy cơ làm cái mắt này nó sẽ bị cái nguy cơ về cận hoặc là tầm nhìn hạn chế. Cái ánh mắt này, mật độ tế bào thần kinh này nó hơi thấp, do vậy nó không chứa nhiều thông tin, nó chỉ chứa ít thôi. Đó, và muốn chứa nhiều thì phải lặp lại nó nhiều lần. Đó, chứ không nên là mang quá nhiều thông tin vào cùng một lần, con sẽ không hấp thụ được. Thì đó là lưu ý về cái mắt này. Như vậy tính cách của con nằm trong nhóm khí chất này, là nằm trong cái tính cách này, nằm trong cái tính gọi là linh hoạt, năng động, linh hoạt là chính. Đấy, với cái cấu trúc về các vùng phân bổ như này thì bạn này sau này sẽ đi theo cái công việc như là truyền thông và kinh doanh. Đấy, đi theo học cái ngành gọi là ngành ngành thì nếu mà chính xác của con là học theo ngành marketing truyền thông, học về marketing thì tốt hơn. Đó, marketing làm cái những cái công việc như là truyền thông quảng bá nó tốt hơn luôn luôn. Và cái vị trí của con là cái vị trí điều hành, vị trí điều hành thì còn lại bạn này cần phải có người, cả cả sau này vẫn cần phải có người quản lý thay. Nhưng bạn này thì thường thường là tính cách của nó rất là khoáng, rất là phóng khoáng, chính vì thế mà bạn ấy cần phải luôn luôn có người quản lý. Ở nhà thì có mẹ quản lý, sau này lớn lên lập gia đình thì sẽ có phải vợ quản lý, hoặc đến công ty phải có người quản lý. Chứ còn nếu không, bạn ấy không có người quản lý thì bạn ấy phân tán nguồn lực nó rất là mạnh, lưu ý đó. Thì đó là cái cấu trúc về định hướng cho con đó. Phương pháp giao tiếp với bạn này thì tốt rồi, nhưng mà cái trường hợp ở đây ấy, thì giờ chúng ta sẽ phải học cái cách đó là giao tiếp chậm chậm xuống, và từng lần lượt, từng thao tác một, từng lời nói một, nói không nói quá nhanh, nói chậm thôi, từ từ.
nhận thức rồi thì tiếp tục nói tiếp. Đấy, cái cách giao tiếp với bạn này, bạn ấy cởi mở. Chỉ cần chậm lại, tập trung vào những cái điểm chính thôi. Đấy là cái cách giao tiếp với con. Và bạn ấy khám phá. Do vậy mà trong trường hợp này cái cách giao tiếp của con đó là cho con có thể là để cho con nhận thức nhanh hơn, là chúng ta có dành hai sự lựa chọn. Đấy, hoặc là cái này hoặc cái kia. Chúng ta không nên đưa quá nhiều sẽ nghiệm. Mỗi lần chúng ta chỉ đưa ra hai cái sự lựa chọn thôi. Đấy, là lưu ý. Bởi vì lão phải nó cao nó sẽ xua kinh phân tán rất mạnh. Nếu chúng ta đưa quá nhiều thì nó sẽ mất tập trung. Vậy mà mỗi lần chúng ta chỉ cho hai lựa chọn. Trong tương tác giao tiếp cũng vậy. À, thì đấy là lưu ý về đặc như vậy là đấy là cái cấu trúc của phần này. Đó. Trong phương pháp năng động và phân tích thì con sẽ phát triển năng động trước, sau đó mới sẽ quay về phát triển óc phân tích sau. Óc phân tích này thì thường nó phát triển ở cái tầm tuổi 40 đổ ra, 35 40 nó sẽ phát triển về óc phân tích. Thì còn bây giờ trong giai đoạn từ đây đến tầm trước 40 thì con sẽ phát triển về năng động. Có nghĩa là cứ làm đi rồi sau đó nó cứ làm đi rồi sau khi làm xong, học xong thì sẽ rút lại kinh nghiệm. Làm trước, sau đó nghĩ sau. Nhưng mà đến giai đoạn 40 trở lên thì nó lại là phương án là gì? Nghĩ trước, tính trước thì sau mới làm. Cái chu kỳ của con sẽ phát triển như vậy. À, cái khả năng hấp thụ chứa nhiều nhất của con là chứa bằng thông qua vận động thực hành. Đấy. Có nghĩa là cái học thì nhanh nhất bằng thực hành. Và cuộc học ở ngoài đời ấy, thì nó sẽ là công tác học hiệu quả. Đó là học vận động. Và cái tai tốt này. Bạn này bị hạn chế đôi mắt. Mật độ tế bào thần kinh 24% này là thấp, như vậy là cái phương pháp quan sát bằng mắt của con nó bị hạn chế. Đấy. Thì cái nguyên nhân ở đây chúng ta cũng thấy rõ rằng là khi mà mắt nó bị hạn chế như này, con không quan sát được nhiều mà con chỉ tập trung vào hành động là chính, cộng với bán cầu lão phải nó cao này thì đấy là yếu tố của tăng động. Nhưng mà cái tăng động này thì là chính là để cho nó hấp thụ, bởi vì nó không quan sát được nhiều thì nó phải động nhiều, điều đấy là bình thường. Đấy. Chứ còn nếu sau này cái tư duy này nó phát triển lên dần dần nó sẽ thay đổi. Như vậy chính xác của con là cần thời gian, bố mẹ cần kiên nhẫn như đứa trẻ này. Đấy, thì đấy là cái nghĩa là ở đây ấy, một trong những yếu tố cần khẳng định đó là trong gia đình của mình rất hết sức kiên nhẫn. Đấy, chúng ta mới luyện, chứ còn gia đình mình cái gì cũng vội vàng gấp gáp rồi là nóng ruột thì nó làm loạn cái bộ não này. Lưu ý à, các loại hình trí tuệ ở dưới thì con sẽ phát triển cái loại hình trí tuệ bạn này thông minh xã hội hơn, như vậy là cái cơ hội trưởng thành của con sẽ tốt. Thông minh EQ là thông minh cảm xúc, IQ này là thông minh thấp hơn, bạn này sẽ thông minh khẳng định là thông minh xã hội, có tố chất vượt khó ở đây, có tố chất vượt khó có nghĩa là bạn ra ngoài cuộc sống bươn chải thì bạn sẽ có bản lĩnh. Còn cái CQ này là chỉ số của sáng tạo, bạn này sẽ sáng tạo ở trong lĩnh vực về ngôn từ, đưa ra những cái lời phát biểu, đưa ra những cái ý kiến nó có tính thay đổi, nó có tính ảnh hưởng, sáng tạo trong ngôn ngữ và sáng tạo trong cảm xúc. Hai cái sáng tạo ngôn ngữ và cảm xúc, bạn ấy sẽ hai cái đặc điểm đó sáng tạo đây. Ngoài ra nữa thì bạn này thì làm lên lĩnh vực về truyền thông marketing thì tốt nhất, chỉ số NQ. Chỉ số BQ bạn nên tự làm kinh doanh thì không tốt bằng ở vị trí kinh doanh buôn bán, làm ông chủ kinh doanh không tốt bằng cái việc là chỉ làm truyền thông thôi, tập trung vào công việc truyền thông làm cho người khác, tốt hơn là làm cho chính mình thì kết quả nó sẽ cao hơn là làm tự mình làm. Lưu ý là chuyện này, như vậy là đi theo ngành marketing là chính là chỗ này. Các loại hình thông minh ở dưới thì bạn này là thông minh tương tác này. Vậy là mỗi người thông minh xã hội rồi. Rồi là thông minh có chút âm nhạc ấy nữa. Đấy. Như vậy cái trường hợp âm nhạc ở đây cũng là một mẫu thông minh âm nhạc thì mình sẽ phát triển luôn. Nhưng cái quan trọng nhất âm nhạc là lúc này đối với con ấy, để giúp cho cái tâm tính của con nó lắng xuống. Đấy. Cái nhiệm vụ chính chứ không phải là không cần thiết, không phải đi theo con đường gọi là đam mê âm nhạc. Mẫu bạn này thì cũng là đam mê âm nhạc đấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất cái nhiệm vụ của âm nhạc là làm cho não của con nó được lắng xuống, có sở thích và đam mê âm nhạc cũng là thứ đương nhiên thông minh âm nhạc rồi. Đấy. À, rồi là thông minh vận động này. Đấy. Như vậy tất cả mọi con đường đi qua thực hành hết, con đường đi qua thực hành là con đường dễ dễ hơn.
Ngôn ngữ thì trong trường hợp là số 3, số 4. Số 4 là thông minh tưởng tượng, thông minh hình ảnh, thông minh trừu tượng, và này chính xác là thông minh trừu tượng. Có nghĩa là nhìn một vật được theo dạng đa chiều, giàu trí tưởng bẩm, giàu trí tưởng tượng. À, cũng là. Số 5 là thông minh thiên nhiên. Số 6 là logic, về toán học. Số 7 là ngôn ngữ. Ngôn ngữ của con, nếu mà bạn này thông minh ngôn ngữ thì thường thường là ngôn ngữ trừu tượng hình, cho học với các chữ Trung Nhật Hàn thì nó sẽ lúc đó phát ngôn ngữ nó sẽ phát huy mạnh hơn. Và cấu trúc này thì bạn cũng sẽ có xu hướng là đi ra nước, khả năng là bạn này sẽ đi nước ngoài nhiều hơn, học ra bên, nghĩa là sớm đi ra ngoài xã hội, học ở bên ngoài nhiều hơn. Các nước đi thì được tính những cái nước mà liên quan đến ngôn ngữ này, Nhật, Trung, Hàn thì thuận lợi hơn. Thì đó là cái bài của bạn Minh Đức. Thì nếu mà đây là cái video tư vấn thì sau đó là bố mẹ cần bổ sung thêm thông tin gì thì liên hệ với tôi. Xin phép là dừng lại cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại.